Xin chào quý vị và các bạn. Kính thưa quý vị, vùng đất kinh kỳ xứ Huế vốn nổi tiếng với vẻ đẹp mộng mơ, cổ kính, dịu dàng. Do vậy, khi đến đây, chắc hẳn ta không thể không ghé thăm những di tích cổ xưa làm nên nét đặc sắc riêng của xứ Huế. Trong đó phải kể đến Kinh Thành Huế, kinh đô của Triều Nguyễn trong suốt 143 năm và đã được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. Với diện tích khoảng 520 hecta, nhưng nơi đây được xem là trung tâm, là biểu tượng quyền lực của nhà Nguyễn, chính là Điện Thái Hòa, nằm trong khu vực Đại Nội Huế. Đây là nơi diễn ra các nghi thức quan trọng như lễ đăng quang, đón tiếp sứ thần hay các buổi đại triều. Đến đây, du khách sẽ bất ngờ với lối kiến trúc độc đáo được xây dựng theo kiểu trùng thiềm điệp ốc, một kiểu kiến trúc truyền thống của Việt Nam với nhà kép hai mái trên một nền. Cùng với đó là có đến 80 cột gỗ lim được sơn thiếp và trang trí hình rồng vờn mây. Mái điện lại được lợp ngói hoàng lưu ý, chia làm 3 tầng chồng mi lên nhau. Ngoài ra còn vô số các công trình khác đều là những tuyệt tác về kiến trúc và là dấu ấn lịch sử đầy màu sắc của dân tộc. Dự báo trong 3 ngày tới, Huế cũng như khu vực phía Bắc đèo Hải Vân là nơi có thời tiết tương đối thuận lợi cho du khách khi tham quan du lịch, khi mà những cơn mưa tại đây chủ yếu là dạng mưa rào, không kéo dài. Ngày 16 thì có nắng nóng nhưng cường độ chưa quá gay gắt, với mức nhiệt cao nhất ngày tại Huế sẽ không vượt quá ngưỡng là 35 độ, nên du khách có thể an tâm lựa chọn nơi này làm điểm đến trong những ngày tới. Còn tại các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp nên chiều tối và tối mai còn có mưa rào và dông khoảng một nửa khu vực. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Khoảng từ ngày 15 tháng 5 trở đi, rãnh áp thấp suy yếu rõ rệt hơn, mưa sẽ thu hẹp chỉ còn xuất hiện trên diện hẹp và nhiệt độ cũng tăng nhẹ. Cao nhất ngày sẽ dao động trong khoảng là 32 đến 35 độ, có nơi là trên 35 độ. Trong đó nắng nóng sẽ xuất hiện chủ yếu ở khu vực Đà Nẵng đến Phú Yên. Trong thời kỳ 3 ngày tới, khu Tây Bắc sẽ có nơi có nắng nóng trong thời kỳ này với nhiệt độ cao nhất dao động trong khoảng là 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tuy nhiên, do sự tồn tại của vùng hội tụ gió trên mực 1.500 m duy trì ngay trên khu vực sẽ khiến cho thời tiết có mưa rào. Cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, tập trung chủ yếu ở khu vực vùng núi, nên du khách cần đề phòng sạt lở đất nguy hiểm ở các khu vực này. Từ ngày 16 tháng 5, thời tiết có xu hướng bớt mưa và nắng nóng gia tăng trở lại trên toàn bộ khu vực. Lên tới các tỉnh vùng cao Tây Nguyên, trong ngày mai toàn khu vực vẫn còn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, tập trung chính vào buổi chiều tối và tối. Trong cơn dông cần đề phòng lốc sét và gió giật mạnh. Nhưng từ ngày 15 tháng 5, thời tiết ở Tây Nguyên sẽ có xu hướng là bớt mưa, diện mưa khoảng một nửa diện tích khu vực vào chiều tối và đêm. Sang ngày 16 tháng 5, mưa chỉ còn xuất hiện lác đác, ban ngày trời giảm mây và nắng ráo với mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 31 đến 34 độ. Thời tiết sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho du khách tham quan du lịch. Xuống đến khu vực Nam Bộ, mưa cũng giảm hơn trong thời kỳ 3 ngày tới, khả năng xuất hiện khoảng một nửa diện tích khu vực. Mưa với cường độ lớn chỉ mang tính chất cục bộ là chính, nhưng cũng cần đề phòng với lốc sét và gió giật mạnh. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối. Còn ban ngày trời ít mưa, nắng nhiều trở lại với mức nhiệt cao nhất dao động trong khoảng 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Thời tiết cũng sẽ thuận lợi hơn cho du khách tham quan du lịch tại đây. Riêng đối với các tỉnh miền Tây Nam Bộ, nhất là các tỉnh thành như Cần Thơ, Hậu Giang, Kiên Giang, Cà Mau, Bạc Liêu, Sóc Trăng và Vĩnh Long, vào ngày mai thời gian xuất hiện mưa trong ngày có thể sớm hơn và còn mưa nhiều hơn các nơi khác. Du khách cần lưu ý để chủ động trong lịch trình của mình. Hy vọng là những thông tin vừa rồi sẽ giúp quý vị chuẩn bị chu đáo cho hành trình du lịch sắp tới. Sau đây sẽ là chi tiết nhiệt độ các điểm du lịch lớn trên cả nước. Xin chào và hẹn gặp lại!